vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tuệ. Tập 15, người giảng đạo pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn tờ thứ ba. Kinh văn tờ thứ ba. Kinh văn nhìn hàng thứ tư vẫn là Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Lần này chúng ta đem cương lĩnh tu học của Bồ Tát Phổ Hiền, chính là 10 đại nguyện vương mà người thông thường hay nói, không thể nói được rất tường tận, cũng chỉ là giới thiệu khái lược qua. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta biết được, đó là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Hay nói cách khác, mỗi một người đều là tu hành Phổ Hiền. Ở nơi đó tu hành Phổ Hiền, hiện tại nếu như chúng ta đối với hành Phổ Hiền làm nhiều một chút thời gian chuẩn bị, ta muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ càng thân thiết, càng quen thuộc, không đến nỗi quá xa lạ. Không chỉ là như vậy, nếu như chúng ta ở ngay nơi đây có thể rất chăm chỉ, rất nỗ lực y theo kinh giáo mà phụng hành, tương lai cầu nguyện vãng sanh cũng nhất định nắm chắc phần. Không đến nỗi không có lòng tin, tuyệt đối không thể nói tôi tương lai có đọa ác đạo hay không. Vậy thì Phổ Hiền hành nguyện đối với chúng ta mà nói sẽ rất là quan trọng. Buổi tối hôm nay sẽ nói với các vị nguyện thứ tư: sám hối nghiệp chướng. Chúng ta trước tiên phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, không những làm ác có chướng ngại, xin nói với các vị, làm thiện cũng có chướng ngại. Đó là đạo lý gì vậy? Làm ác, quả báo của bạn ở ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu là bạn làm thiện, quả báo của bạn ở ba đường thiện: cõi trời, cõi người, cõi Atula. Tóm lại một câu mà nói, bạn không thể ra khỏi ba cõi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì gọi là tịnh nghiệp? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện mà không chấp trước, chính là tịnh nghiệp. Chấp trước thì cái nghiệp này không tịnh, liền sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nghiệp là tạo tác. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất hay, chúng ta không thể không thừa nhận. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta: chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm đều là đang tạo tội. Đó là thật, không hề giả. Vì sao vậy? Bạn thử nghĩ xem, có chúng sanh nào khởi tâm động niệm mà không đều là vì cái ta?
Cái ta này thì phiền phức rất lớn. Ta chính là tội, ta chính là nghiệp. Mỗi niệm đều là vì ta. Có lẽ có đồng tu mới học, nghe được cách nói này trên Phật Kinh, không cho là việc gì. Từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, có người nào mà không vì ta? Trong dân gian Trung Quốc còn có câu ngạn ngữ nói: người không vì mình, trời tru đất diệt. Dường như là khởi tâm động niệm là vì ta. Mọi người đều cho rằng đó là việc đương nhiên, là lý đương nhiên. Làm gì có người không vì ta chứ? Không vì ta chỉ còn có thể được xem là người sao? Không sai. Không vì ta không được xem là người. Họ là Phật, là Bồ Tát, họ không phải là người. Cho nên khi vừa vì ta, việc này chân thật họ là người. Đó đích thực ra là một chút cũng không sai. Cõi người sáu cõi không thể ra khỏi. Vì sao Phật phải nói cách nói này? Chúng ta phải hiểu rõ cái ý của Ngài. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh thật có chân ngã. Cái thân này là giả thôi, không phải chân ngã. Cái giả mới luân hồi trong sáu cõi. Chân ngã nhất định không có luân hồi. Không những không có luân hồi sáu cõi, ngay đến mười pháp giới cũng không có. Chân ngã ở nơi đâu vậy? Chân ngã ở nơi pháp giới nhất chân. Chân ngã là Phật liền có chân ngã. Trong Đại Kinh nói, Phật có ba thân, mỗi người chúng ta đều có ba thân. Bản thể của thân chúng ta chân thật là ta. Là cái gì? Là pháp thân. Cho nên trên Kinh Phật nói, mọi người tu hành, tu đến trình độ tương đối, bạn liền chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh mới thật là ta. Trong Thiền Tông thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra đó chính là pháp thân thanh tịnh. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na không phải là một người. Tỳ Lô Giá Na là chân ngã của chính chúng ta. Thân thật, thân thật của chúng ta gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa của đó là trùm khắp mọi nơi, không lúc nào không có, không nơi nào không có. Nếu như ngay nơi đây không có chân ngã, thì cái thân giả này không thể hiện tiền. Thật có, giả tướng là nương vào chân ngã mà sanh ra. Cái ngã này là thể, là tánh, nương vào tánh thể chân thật mà hiện tướng. Cho nên cái chân ngã này là nhất định có. Bởi vì tất cả chúng sanh mê mất đi chân ngã mới biến thành phàm phu. Mê mất đi chân ngã, mê mất không phải thật đã mất đi, là mê mất mà thôi. Không phải thật đã mất đi, chỉ là mê thôi. Vì sao mà mê vậy? Đem cái tướng giả này từ trong thể tánh chân thật hiện ra những cái giả tướng này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, cái tâm đó là thật. Chân tâm chính là chân ngã, chính là pháp thân. Hiện ra là giả tướng. Bằng chấp vào cái tướng, hư là hư ở ngay chỗ này. Hiện ra cái giả tướng này, bạn không biết được đó là giả tướng,
bạn chấp trước cái giả tướng này cho nó là thật. Thế là đem chân tánh bỏ mất đi, đem giả tướng xem thành thật. Hư là hư ở ngay chỗ này. Bạn phân biệt chấp trước mới đem nhất chân chuyển biến thành hoàn cảnh rất phức tạp, biến thành 10 pháp giới, biến thành 6 cõi, biến thành 3 đường. Vì sao biến đổi vậy? Duy thức sở biến. Cái gì gọi là duy thức? Thức trên Kinh Hoa Nghiêm cụ thể nói ra cho chúng ta nghe, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đó chính là thức. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ba loại này thấy đều có. Hiện tại chúng ta thấy đều có. Có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thế là cái pháp giới nhất chân này đi biến thành 6 cõi luân hồi, đi biến thành 6 cõi. Nếu như ở trong ba loại này chúng ta đoạn một loại, chúng ta không có chấp trước ở trong tất cả pháp. Thế gian pháp, xuất thế gian pháp, đích thực là không có chấp trước. Xin nói với các vị, sẽ không có 6 cõi. 6 cõi chính là chấp trước biến hiện ra. Chấp trước không còn nữa, bạn liền siêu diệt 6 cõi. Siêu diệt 6 cõi, bạn ở nơi đâu vậy? Bởi vì bạn còn có phân biệt, cho nên còn có pháp giới 4 thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Còn có 4 pháp giới này chính là bạn có tâm phân biệt, quan hệ nặng nhẹ mà biến hiện ra. Tâm phân biệt của bạn rất nặng, vì thì bạn là Thanh Văn Duyên Giác. Tâm phân biệt của bạn rất nhẹ, vì thì bạn chính là pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật. 10 pháp giới là do đây mà ra, phân biệt cũng không còn, vậy thì siêu diệt luôn 10 pháp giới, bạn mới có thể phản bổn hoàn nguyên, phản pháp quy chân. Chủ này gọi là vào pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân, vị thứ của Bồ Tát cũng không đồng nhau. Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ Phật Bồ Tát, cái trình độ đó cao thấp phân thành 41 đẳng cấp. Trong 41 đẳng cấp này từ do đâu mà ra? Từ vọng tưởng mà ra. Người trong pháp giới nhất chân còn có vọng tưởng, thì nhưng các vị phải nên biết, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Vọng tưởng liền tương đối nhẹ. Vọng tưởng cũng gọi là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Vô minh nếu đoạn hết rồi, 41 phẩm vô minh đoạn hết rồi, vậy thì bạn liền chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, quả vị là gì? Là cái chân ngã của chính mình hoàn toàn hồi phục được viên mãn. Bổn lai diện mục hiện tiền viên mãn, đó chính là Phật quả viên giáo. Viên giáo Phật quả chính là hoàn toàn hồi phục bản lai diện mục của chính chúng ta. Đến ngay chỗ này, chúng ta mới nghĩ đến hai câu nói trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Viên mãn bồ đề là hồi phục bổn lai diện mục của chính mình mà thôi, tuyệt nhiên không có một chút gì là bạn mới có được. Lý sự vốn là như vậy. Do đó
Phật nói với chúng ta, khởi tâm động niệm có một chữ ta. Ta chính là chấp trước kiên cố. Chỉ cần có cái chấp trước này thì bạn không thể ra khỏi ba cõi, thì không ra khỏi luân hồi. Cho nên đó là tội, đó là ác. Có ta chính là tội, chính là ác. Huống hồ tất cả chúng sanh còn có chấp trước nghiêm trọng cái của ta, đó là mê đã quá nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta thì đã đủ phiền não rồi, còn có thêm chấp trước cái của ta, đó là cái nhà của tôi là sở hữu, đó là tiền cũ của tôi, đó là quyến thuộc của tôi. Khi xuất gia, đó là đạo tràng của tôi. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Vậy thì phiền não thật to lớn. Cái thân này kéo theo một đống to, kéo cũng kéo không nổi. Bạn còn có thể ra được ba cõi sao? A-di-đà Phật có từ bi, muốn kéo bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ mà bạn kéo ở phía sau quá nặng, Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải nên xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Xả, trước tiên xả hết cái ta sở hữu. Ta sở hữu là vật ở ngoài thân. Trước tiên đem đó xả hết, sau đó lại đem chấp trước của ta xả hết. Bạn ở trên đạo Bồ Đề liền không có chướng ngại. Cho nên mới nói khởi tâm động niệm đều là đang tạo tội. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên ngàn vạn lần không nên bị những thứ huyền tướng này, bị những thứ giả có này lừa gạt. Bạn có thể đem chân tướng sự thật này thấy tường tận, thấy thấu đáo. Đó gọi là nhìn thấu. Thế nhưng sự thật, phàm phu chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp bị mê ngay trong những giả tướng này. Chúng ta phải luân hồi sáu cõi. Số lần thật không thể tính đếm. Thật là vô lượng vô biên số lần. Cho nên tập khí vô cùng sâu. Phiền não không phải ngay đời này học, nhiều đời nhiều kiếp mang đến đây, tập khí mang đến đây. Vì thì liền biết được nghiệp chướng nặng. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu pháp sám hối, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Bản thân phiền não là chướng ngại. Chướng ngại niết bàn. Đó là phiền não chướng. Sở tri cũng là chướng ngại. Chướng ngại Bồ Đề. Đó là danh từ thuật ngữ Phật học. Vẫn còn phải giải thích các nghĩa ra, bạn mới có thể tường tận, mới có thể thấu hiểu cái gì gọi là niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, ý nghĩa là bất sanh, bất diệt. Các vị phải nên biết, chính chúng ta vốn dĩ là không sanh, không diệt. Thế nhưng hiện tại có sanh, có diệt. Vì sao có thể có sanh diệt? Bởi vì bạn có thứ làm chướng ngại, mất đi bất sanh, bất diệt của niết bàn. Bất sanh, bất diệt biến thành sanh diệt. Đi là rất bất hạnh. Tất cả phàm phu có sanh diệt, có sanh tử, chính là họ có phiền não. Phiền não đoạn hết rồi thì không còn sanh diệt. Hay nói cách khác, không còn sanh tử nữa. Vốn dĩ không sanh không tử, vốn dĩ không có sanh tử.
Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Cái hiện tượng này thì vô cùng vi tế. Sở trí chướng là gì? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là kiến giải. Chính là bạn có tri, có kiến. Nếu nói thô một chút, chính là bạn có tư tưởng, bạn có kiến giải. Cái thứ này thì phiền phức. Có những thứ này làm cho trí tuệ bát nhã đầy đủ trong tự tánh của bạn bị chướng ngại mất. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đức tướng chính là Đại Niết Bàn. Không sanh không diệt là đức tướng. Chúng ta có tư tưởng, có kiến giải thì hỏng rồi. Trí tuệ bát nhã của chúng ta không còn, bị nó chướng ngại mất, làm cho trí tuệ bát nhã bị dặn cong đi, bị biến chất. Biến thành cái gì vậy? Biến thành tà tri, tà kiến. Tư tưởng kiến giải hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật, biến thành ra cái thứ này. Bởi vì có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, làm cho đức tướng biến thành sanh tử luân hồi, biến thành tướng chúng sanh của mười pháp giới. Cái sự thật này, nếu không phải Thế Tôn xuất thế, ai biết được? Ai có thể đem sự việc này nói ra được rõ ràng, nói được tường tận? Tất cả các nhà tôn giáo, nhà triết học, nhà khoa học thế gian đều không cách gì vì chúng ta nói rõ cái chân tướng sự thật này. Cảm được Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này, chúng ta đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói rõ. Sau khi chúng ta nghe rồi, bỗng nhiên hiểu ra, thì then chốt hiện tại, làm thế nào hồi phục lại bổn lai diện mục của chúng ta? Làm thế nào hồi phục trí tuệ đức tướng của chúng ta viên mãn? Học Phật là quan trọng. Học Phật chính là vì cái việc này, không phải vì thứ khác. Hành Phổ Hiền là hành pháp cứu cánh viên mãn. Hành pháp là phương pháp tu hành. Hành pháp dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, phương pháp sinh hoạt. Ngày nêu ra mười cương lĩnh, phía trước chúng ta đã từng nói qua lễ kính. Phải tu lễ kính đối với tất cả chúng sanh, đối với người, với việc, với vật, phải có tâm thành kính, phải giữ lễ. Khóa mục thứ hai, phải biết tán thán. Phàm hễ tương ưng với tánh đức, chúng ta tán thán. Không tương ưng với tánh đức, không tán thán. 53 vị đồng tham ở trong Hoa Nghiêm có thí dụ rõ ràng dạy bảo chúng ta. Thứ ba, buổi tối hôm qua đã nói qua với các vị, quảng tu cúng dường. Cái điều này nói 2 giờ đồng hồ là lượt nói.
Nếu như giảng với các vị bố thí cúng dường mà nói tỉ mỉ, thì nói điều này năng lực của tôi có thể giảng một năm. Chỉ giảng cho bạn nghe thứ nào? Kinh văn ở chỗ nào vậy? Ở Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chương hồi hướng thứ 6 giảng cho chúng ta nghe bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, du ý bố thí, giảng nói hơn 100 loại. Một loại giảng 3 ngày thì chẳng phải giảng 1 năm sao? Vì làm gì là giả? Chúng ta thật là không hiểu. Ngày ngày đọc kinh đầy mồm lướt qua, cho nên tu hành không biết phải bắt tay vào từ đâu, cho rằng chính mình tu hành không tệ. Trên thực tế, cách với tiêu chuẩn Phật đã nói rất xa. Cái khoa này ngày hôm nay cũng rất là quan trọng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta thực tế ra mà nói quá nặng, chính mình phải thừa nhận, chính mình phải khẳng định. Bạn chính mình khẳng định qua mới có thể thay đổi. Thay đổi thì công đức thù thắng. Nghe đến thánh nhân thế gian chúng ta thường nói, con người không phải thánh hiền thì làm gì không có lỗi. Có lỗi mà có thể sửa thì lo gì không tốt chứ. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Vì sao vậy? Bản thân chư Phật Bồ Tát, trước khi các ngài chưa thành Phật, ngài cũng có cả một đống lỗi lầm. Ngài có thể thay đổi thành Bồ Tát, thành Phật. Vì trước những cổ Phật đó tán thán ngài, ngày nay chúng ta cũng có thể thay đổi, tự làm mới, đoạn ác tu thiện. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều sẽ tán thán chúng ta đó mà. Thay đổi là khóa mục tu hành rất quan trọng. Nghiệp chướng, ý nghĩa của hai chữ này chỉ lược nói qua. Làm thế nào sám trừ? Sám hối. Sám là tiếng Phạn, dịch âm là sám ma. Người Trung Quốc thích bỏ đi cái âm đuôi. Người Trung Quốc thích đơn giản, cho nên chỉ dùng một âm là sám. Trong văn tự Trung Quốc có một ý nghĩa rất gần với chỗ này là chữ hối. Trung Quốc có một chữ hối. Hối là hối quá. Cho nên Pháp Sư dịch kinh liền đem hai chữ này gộp lại, gọi là sám hối. Cái danh từ này trong Phật kinh gọi là Phạm Hoa Hợp Dịch. Cái chữ trước là tiếng Phạn, cái chữ sau là chữ Trung Quốc, Phạm Hoa Hợp Dịch. Ý nghĩa của chữ sám là chính mình có lỗi lầm, có thể có dũng khí nói với mọi người tôi đã làm ra những việc xấu ác gì đó, dám nói ra được. Có cái dũng khí này, đó là sám. Ý nghĩa của chữ hối này của Trung Quốc là sau không làm nữa. Vì trước tạo ra lỗi lầm là đã làm qua rồi, vì sau tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm giống như vậy. Chính là như nhà Nho đã nói, bất nhị quá. Lỗi chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Lần thứ hai là phải sửa đổi lại. Thay đổi, tự làm mới. Đây gọi là chân thật sám hối. Sám hối ngày nay có rất nhiều đồng tu học Phật nghe đến cái danh từ này
phổ hiền hạnh nguyện, sám trừ nghiệp chướng, liền nghĩ đến việc gì? Lạy lương hoàng sám, lạy thủy sám, mở đàn thủy lục, liền đi làm những việc này. Cũng có người ở trong nhà lạy đại bi sám, lạy tịnh độ sám, hoa nghiêm sám, pháp hoa sám, thật nhiều, quá nhiều, quá nhiều, đều đi làm những việc này. Vậy cái tội của bạn có thể sám trừ hết hay không? Giả như vừa lạy lương hoàng sám thì tội liền được sám trừ. Vậy thì rất hữu hiệu. Nếu như sau khi lạy rồi không thể sám trừ, vậy thì bạn liền có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp lương hoàng sám không sai, thủy sám cũng không sai, bao gồm tất cả những sám nghi đều là của tổ sư đại đức xưa căn cứ kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa trong kinh giáo, thì làm gì sai chứ? Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở chúng ta không hiểu được cái ý này, không rõ pháp này, chỉ là đem sám nghi chiếu theo đó đọc lướt qua, vậy thì không ích gì. Nếu đọc qua thôi, người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Ta một mặt tụng, ta còn một mặt dập đầu, một ngày dập một vạn cái. Người xưa có một thí dụ giống như đang giả gạo, việc này như là giả gạo vậy, cũng không thay đổi gì, không hữu dụng. Vậy phải sám như thế nào? Phải tùy văn nhập quán, tùy theo kinh văn, đem quan niệm sai lầm của bạn thay đổi tư tưởng sai lầm lại, vậy thì được. Đó là thật sám hối. Người xưa nói với chúng ta sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể đè tội nghiệp của mình xuống. Việc này tương đối là dễ dàng làm được. Thực tế mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, trì danh niệm Phật, các vị phải nên biết mỗi câu, mỗi chữ đều là phục nghiệp sám. Nếu là lý giáo nghĩa để giảng, bao gồm tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Sám hối hai cái chữ này hàm nhiếp tất cả pháp môn tu học của Phật Pháp. Chỉ là phương thức sám hối không như nhau. Phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là giống nhau. Chúng ta là dùng niệm Phật để tu pháp sám hối. Câu Phật hiệu này Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm như thế nào vậy? Chúng ta biết chưa? Phải đi làm. Bồ Tát nói với chúng ta phương pháp niệm Phật, nhiếp hết sáu căn, tịnh niệm liên tục. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu liền tiến bộ, liền có thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn. Hàng phục thì đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như không thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn, bằng niệm câu Phật hiệu này không thể vãng sanh. Người xưa gọi là bạn một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công, không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Bạn không thể hành phục được phiền não. Mang nghiệp chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Không thể nói mang nghiệp không cần lo,
ta ngày ngày tạo nghiệp hết thảy đều mang đi, làm gì có loại đạo lý này? Nghiệp quá khứ tạo có thể mang đi, nghiệp hiện tại tạo không thể mang đi. Phải hiểu được cái đạo lý này. Công phu Phật hiệu của bạn, nếu có thể hàng phục được phiền não, hàng phục phiền não, khi hàng phục phiền não, ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta nói công phu thành khối. Công phu thành khối chính là đem câu Phật hiệu này có thể hàng phục được phiền não. Phiền não chưa đoạn, nó không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Thí dụ đó là thật dùng công thật niệm Phật, mọi người nên biết. Trong lòng phiền não khởi lên, vì sao khởi lên? Xem thấy việc vừa lòng, khởi lên tham ái, tham tâm khởi lên, A-di-đà Phật, làm cho tâm tham bị đè xuống. A-di-đà Phật, tâm tham đã bị đè xuống, nó không khởi được tác dụng. Đó gọi là công phu. Gặp phải những việc không vừa mắt, phiền não liền khởi lên, tâm sân hận khởi lên, A-di-đà Phật, lại đè tâm sân hận xuống, lại A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, luôn luôn đè nó xuống, quyết không để cho nó khởi tác dụng. Đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải là xướng ca, hát để cho A-di-đà Phật nghe, không phải vậy đâu. Do đây có thể biết, ngay khi trong tâm bạn một niệm không sanh, thì có thể không cần niệm Phật. Tâm của bạn thanh tịnh, tâm vừa mới động, vội vàng niệm A-di-đà Phật, làm cho phiền não tập khí của bạn, hỷ nộ ai lạc ái ố dục thấy đều đè xuống, không để nó khởi tác dụng. Con người này gọi là người niệm Phật. Đây chính là phương pháp sám trừ nghiệp chướng, hàng phục phiền não, không thể để nó khởi tác dụng. Tịnh tông chúng ta như vậy, pháp môn nào không là như vậy? Trong nhà Phật thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là phiền não khởi hiện hành. Phiền não khởi hiện hành không sợ. Vì sao vậy? Bạn nhất định sẽ khởi hiện hành. Bạn không khởi hiện hành, vậy thì bạn chính là Phật Bồ Tát tái lai. Thì bạn làm gì là phàm phu? Phàm phu nhất định sẽ khởi hiện hành. Vấn đề phải giác được nhanh. Giác rồi, giác thì đối trị mê. Cái giác này chính là đại biểu pháp môn công phu tiến bộ. Công phu niệm Phật của chúng ta, giác chính là câu Phật hiệu có thể đề khởi. Ở ngay nơi cửa ải quan trọng, Phật hiệu đề khởi lên, làm cho phiền não bị chế phục. Rất quan trọng. Mọi người phải biết niệm. Cái công phu này dùng lâu rồi thì sanh ra sức mạnh, thì liền được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, công phu sâu cạn, cao thấp rất nhiều. Không chỉ là nói lý nhất tâm, sự nhất tâm. Nếu như nói với bạn sự nhất tâm bất loạn, tiểu thừa, tứ quả, tứ hướng đều là thuộc về sự nhất tâm bất loạn, vậy thì bạn liền biết được sự nhất tâm bất loạn chí ít có đến 8 đẳng cấp. Tứ quả tứ hướng có 8 đẳng cấp. Nếu như theo cách nói của Viên Giáo Bồ Tát, sự nhất tâm đó chính là Bồ Tát thập tính vị. Từ sơ phát tâm đến thập tính thì có đến 10 đẳng cấp. Công phu sâu cạn, khác biệt không như nhau. Vậy lý nhất tâm đẳng cấp càng cao. Lý nhất tâm là 41 vị pháp thân đại sĩ. Hay nói cách khác, lý nhất tâm có 41 đẳng cấp.
trình độ cạn sâu không đồng nhau. Không phải đơn giản như vậy. Đồng thời chứng được lý nhất tâm bất loạn, có người là Bồ Tát sơ trụ, không như nhau. Đồng thời chứng được sự nhất tâm bất loạn, có người là Bồ Tát sơ tính dị, có người là Bồ Tát thất tính dị, cũng không như nhau. Cho nên có thể biết công phu thành khối, công phu mỗi một người chúng ta cũng sẽ cạn sâu, không đồng nhau. Cho nên trong cõi Phạm Thánh Đồng Cư có ba bậc chính phẩm. Nếu bạn không làm được đến trình độ như vậy thì bạn không thể giảng sanh. Đó là việc chúng ta không thể không biết. Loại sám hối thứ hai là chuyển nghiệp sám. Đó là một loại người rất thông minh. Họ có thể chuyển biến. Việc này rất vi diệu, hiệu quả rất thù thắng. Chính là đem tư tưởng ý niệm của bạn chuyển đổi lại, chuyển phàm thành thánh. Cách chuyển như thế nào vậy? Chúng ta cũng đã có mấy lần nói đến. Bạn thấy, từ trước đến nay, chẳng phải chúng ta là khởi tâm động niệm đều vì chính mình sao? Điều gì lợi ích của chính mình? Vì danh vọng lợi dưỡng của chính mình? Chấp trước, kiên cố. Hiện tại nghe Phật Pháp, thấu hiểu rồi. Quan niệm ý nghĩ của chúng ta vừa thay đổi. Từ nay về sau, ta không còn vì chính mình nữa. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì Phật Pháp. Nghĩ là như vậy, làm cũng là như vậy. Lời nói, việc làm của chúng ta đều vì xã hội, đều vì chúng sanh. Bạn thấy chuyển đổi rồi. Đây chính là chuyển phàm thành thánh. Hiệu quả này thì vô cùng to lớn. Vốn dĩ chúng ta ngày ngày tạo ra ác nghiệp đều là vì tự tư, tự lợi. Đều là vì hại người, lợi mình. Chỉ làm những việc như vậy, tương lai ác đọa đường ác. Hiện tại ý niệm di chuyển, quyết định không vào ác đạo. Vì sao vậy? Cái duyên ác đạo đã cắt. Duyên của ba ác đạo là tham sân si. Tham sân si không còn nữa. Phải quấy nhân ngã không còn nữa. Vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Trong tứ thư của chúng ta nói, hy sinh phụng hiến, xả mình vì người. Cho nên khi giờ chuyển đổi, chuyển không chỉ là chuyển ba đường, chuyển sáu cõi, trực tiếp vào con đường thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Đây là một loại sám pháp. Đó là chuyển đổi. Thế nhưng pháp sám hối cứu cánh nhất định phải tiêu trừ hết tội nghiệp. Diệt nghiệp đó mới là cứu cánh. Có thể diệt mất hay không? Có thể. Vì sao vậy? Tội nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp. Ở trên kinh Phật có một thí dụ, giống như một gian phòng tối, như căn nhà tối, bên trong là tối đen. Tuy là phòng tối ngàn năm, chúng ta đốt lên một ngọn đèn thì liền chiếu sáng nó.
bóng tối liền không còn. Dùng bóng tối thí dụ cho tội nghiệp, đèn thí dụ cho trí tuệ. Do đây có thể biết định có thể phục nghiệp, có thể hàng phục tội nghiệp. Huệ có thể phá tội nghiệp. Do đây có thể biết tu học của chúng ta nương giới sanh định, do định khai huệ. Vậy thì đúng. Cho nên trì giới, các vị phải nên biết trì giới. Nếu như không thể được định, việc trì giới đó là phước, phước báo hữu lậu của thế gian, không thể chuyển nghiệp, không thể diệt tội. Không những là diệt tội, phục tội cũng không phục được. Việc này nhất phải nên hiểu. Giới phải được định thì giới có công đức. Giới không thể được định, cái giới này là phước đức, không phải công đức. Cho nên trì giới có phước đức, có công đức. Họ được định thì có công đức, công đức có thể thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi. Phước đức không thể. Vì sao có một loại người trì giới như vậy? Họ không thể thành tựu được công đức, vẫn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chính mình trì giới được rất nghiêm, rất thanh tịnh, hiếm thấy. Mọi người đều tán thán là một việc tốt. Thế nhưng họ vẫn có phiền não. Vì sao phiền não? Xem thấy người kia phá giới, người nọ không giữ giới, họ còn có những phân biệt này. Những phân biệt này liền làm cho công đức trì giới của họ bị mất hết. Họ làm sao có thể được định? Cho nên Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói ở trong Đạn Kinh rất hay: nếu người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Người chân thật tu hành trì giới không thấy lỗi thế gian. Người thế gian đã phạm rất nhiều lỗi lầm, giả như nếu họ thật không thấy thì họ chẳng phải biến thành người mất trí rồi sao? Vậy vì sao gọi là không thấy? Thấy như không thấy, quyết không để ở trong lòng, là một cái ý này. Người tu hành luôn là thông minh hơn người không tu hành, thì làm sao có thể tu thành mất trí? Làm gì có loại đạo lý này? Thấy như không thấy, không để ở trong lòng, đó gọi là không thấy lỗi thế gian. Phía sau Đại sư còn nói rất rõ ràng: nếu thấy lỗi của người khác là lỗi ở nơi mình, nếu bạn thấy lỗi lầm của người khác, bạn đem lỗi lầm của người khác để ở trong lòng, dính ở trên miệng, thường hay nói cái lỗi lầm này. Đại sư nói lỗi lầm đó chính ở nơi bạn, trái là hạ thấp xuống, bạn đã đọa lạc rồi, đã rơi xuống thấp. Vào thời xưa thường hay nói bên phải là lên cao, bên trái là xuống thấp. Chúng ta lên giảng đài phải từ bên phải mà lên, xuống thì từ phía bên trái. Trái là bạn đã hạ xuống. Cái ý chính là như vậy. Lại nói: người lỗi ta không lỗi, ta lỗi tự có lỗi. Họ làm là không phải, ta không thể giống như họ. Ta không lỗi, ta không sai. Nếu như ta cũng làm như họ vậy, chính mình giới luật có nghiêm hơn, còn phải phê bình người khác, còn xem thường người khác, nói lỗi lầm của người khác, thì chính ta liền có lỗi lầm. Chỗ này Lục Tổ nói rất hay.
chân thật là nhắc nhở chúng ta, chúng ta chính mình phải tu hành thành tựu công đức, phải chân thật sám trừ nghiệp chướng. Bạn không hiểu được cái đạo lý này thì bạn làm sao được? Chúng ta xem thấy trong lịch sử thời đại nhà Đường, tổ sư sáng lập Luật Tông Trung Quốc, luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam, có ai sánh bằng? Không chỉ người thời đó tôn kính Ngài, tán thán Ngài, mà đến ngày hôm nay nhắc đến luật sư Đạo Tuyên, có ai mà không khởi lên tâm cung kính? Ngài trì giới rất tinh nghiêm thanh tịnh, cảm được thiên nhân cúng dường. Ngày nửa ngày ăn một bữa, buổi cơm trưa của Ngài, thiên nhân đưa cơm đến để cúng dường Ngài. Ngài không cần phải đi khất thực. Phước báo lớn đến như vậy. Có một hôm, Đại sư Khuy Cơ đi ngang qua núi Trung Nam, cũng rất là ngưỡng mộ luật sư Đạo Tuyên, liền thuận tiện đến thăm luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên nghe Đại sư Khuy Cơ đến thăm Ngài, Ngài liền nghĩ đến cần phải hiển lộ một chút để Đại sư Khuy Cơ thấy. Bởi vì nghe nói Đại sư Khuy Cơ rất kém đối với việc giữ giới. Ông sinh ra trong một nhà giàu có, chú của ông Quý Trì Kính Đức là đại tướng của Đường Thái Tông, sinh ra từ hào môn quý tộc. Khi xuất gia, nghe nói gọi ngài là Tam Sa Hòa Thượng. Đại sư Huyền Trang tìm ông, khuyên ông xuất gia. Ông đưa ra ba điều kiện với pháp sư. Ông xuất gia cũng được, thế nhưng ông phải hưởng thụ. Pháp sư nói, ông muốn hưởng thụ gì? Ông nói, vì thứ nhất tôi thích đọc sách, tôi muốn mang theo một xe sách để đi xuất gia. Được, không vấn đề gì. Vì thứ hai, hưởng thụ trên vật chất cũng không thể thiếu kém, tôi muốn mang theo một xe vàng ròng. Được, cũng không hề gì, tôi còn phải có mỹ nữ hầu hạ tôi, tôi còn phải mang theo một xe mỹ nữ. Đại sư Huyền Trang đều đáp ứng hết mọi thứ, cho nên người ta gọi ông là Tam Sa Pháp Sư. Đó là đối với việc trì giới không có được nghiêm khắc như vậy. Cho nên luật sư Đạo Tuyên cho rằng Đại sư Khuy Cơ học vấn tốt, có biện tài, thế nhưng giới luật thì không được. Vậy thì hôm nay phải biểu diễn một chút để cho ông ấy xem. Biểu diễn cái gì? Buổi trưa thiên nhân đưa cơm đến cúng dường cho ta. Việc này thì rất là hiếm lạ. Thế là Đại sư Khuy Cơ lên trên núi ngồi, ngồi đến giữa trưa, thiên nhân ngày hôm đó không đưa cơm cúng dường đến. Luật sư Đạo Tuyên rất thất vọng, vốn dĩ muốn biểu diễn một chút để cảm hóa Khuy Cơ, không nghĩ đến thiên nhân thất tính, hôm nay không đến. Cũng bất đắc dĩ không còn cách nào. Buổi chiều Đại sư Khuy Cơ xuống núi, đến ngày hôm sau buổi trưa thiên nhân lại đưa cơm cúng dường đến. Luật sư Đạo Tuyên liền trách cứ họ, hôm qua vì sao ông không đến vậy? Vì thiên nhân này nói, hôm qua Bồ Tát Đại Thừa ở trên núi, cả núi đều có thần hộ pháp bảo hộ, tôi không đến được. Luật sư Đạo Tuyên nghe lời nói này rồi, trên thân liền toát mồ hôi, hổ thẹn đến cùng tột, mới biết được cái ý niệm của chính mình là sai lầm, chính mình có tội nghiệp. Một đoạn câu chuyện này, thực tế ra mà nói,
có thể lấy mấy câu nói này của Đại sư Huệ Đăng làm một chú giải. Chúng ta xem thấy người khác có lỗi lầm là bạn chính mình cho rằng có lỗi lầm. Họ thật có lỗi lầm hay không? Không hề thấy. Người khác xem thấy Đại sư khuy cơ, khuyết điểm cả người, lỗi lầm cả người. Thế nhưng thiên nhân xem thấy ông thì không phải như vậy. Bạn tu giới luật tiểu thừa, tu được nghiêm như vậy, thiên nhân tôn kính bạn. Thế nhưng còn cách xa so với Bồ Tát Đại Thừa. Thiên nhân ngày ngày đưa đồ cúng dường đến cho bạn. Thiên nhân tiếp cận Bồ Tát thì không thể đến được. Thần hộ pháp ngăn trở họ. Muốn vào cũng vào không được. Làm gì giống nhau chứ? Những lý cùng sự này chúng ta phải tường tận, đều phải thấu suốt, hiểu được cái đạo lý này. Tội nhất định có thể tiêu trừ, quyết định có thể tiêu diệt. Thế nhưng phải sám hối như thế nào? Đại đức xưa dạy cho chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp có hai loại. Một loại gọi là giá tội, một loại gọi là tánh tội. Cái gì gọi là giá tội? Giá là phòng chỉ, phòng phạm. Bản thân không có tội, đó là phòng ngừa bạn tạo tội nghiệp. Loại giới điều này, loại giáo hối này, nếu là bạn phạm rồi, đều gọi là giá giới. Vậy thì nhẹ. Tánh tội thì cho dù Phật có chế định giới luật hay không, bạn tạo tác thì nhất định phạm tội. Lấy ngũ giới để nói, sát sanh, đó là tánh tội. Bạn chưa thọ năm giới, bạn vẫn là có tội. Không thể nói bạn không thọ giới thì bạn sát sanh không có tội. Không hề có đạo lý như vậy. Không thể nói quốc gia chế định giết người, chết thì nhất định phải xử tử hình. Tôi không hiểu pháp luật, không hiểu pháp luật giết người thì bạn không bị xử tội chết hay sao? Không hề có cái đạo lý này. Bản thân liền có tội. Dâm dục là tánh tội. Trộm cắp là tánh tội. Vọng ngữ lừa gạt chúng sanh cũng là tánh tội. Cho dù bạn giữ giới hay không giữ giới, bản thân chính là tội. Trong năm giới, uống rượu là giá tội. Uống rượu không có tội. Vì sao Phật lại liệt đó vào trọng giới? Sợ bạn uống rượu, rượu uống say rồi thì phạm các giới trước, tạo tác những ác nghiệp khác. Cho nên rượu là phòng phạm. Nếu bạn phạm vào giới rượu là giá tội, đó không phải là tánh tội. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải thông suốt. Năm xưa khi tôi cầu học ở Đại Trung, Lý lão sư giảng lễ ký cho chúng tôi nghe. Lễ ký là tôi lễ thỉnh. Lão sư thật không muốn giảng. Vì sao vậy? Hiện tại ai chịu học? Đã không có người học thì giảng nó để làm gì? Tôi rất thành khẩn cầu thỉnh rất nhiều lần, ông mới giảng cho tôi nghe mấy thiên. Giảng đến lễ ký, đương nhiên nhất định nhắc đến người chú giải lễ ký. Người chú giải là Trịnh Khang Thành, Trịnh Huyền Chú. Chúng ta chọn lấy Thập Tam Kinh, quyển kinh đóng bìa. Trịnh Huyền Chú giải chính là nói đến câu chuyện của Trịnh Huyền. Khi nói đến câu chuyện của Trịnh Huyền, người Trung Quốc thường nói uống rượu 300 ly. 300 ly là có một điện tích. Cái điện tích này chính là câu chuyện của Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành là đại nho triều nhà Hán. Con người này thông minh tuyệt đỉnh. Cẩn dịch.
Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.